em xin chào tất cả mọi người nha chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em cái video này em sẽ cập nhật cụ thể nhất về cái vấn đề cây của cái dự án là coi ha nó thuộc cái đồng uh, tiền điện tử của cái ngân hàng là sirabanh tại vì em thấy có rất nhiều anh chị còn chưa có nắm rõ cái cách làm cái thứ hai nữa là chưa nắm biết được nó gồm mấy cái bước thì cái video này em xin phép em chia sẻ cho anh chị nha rồi em chỉ nói thôi còn cái video mà em làm á là em đã làm rồi cô bác anh chị mình vui lòng xem từng cái video riêng biệt anh chị nha cái video này là chỉ tổng hợp thôi để cho anh chị biết nè tại vì sao em lại làm cái này tại vì anh chị kc được cập nhật thông tin chuẩn á sau này chúng ta mới rút được cái đồng siga coi còn nếu không được là tới tháng 10 này nó sẽ đốt bỏ anh chị nha nên là chúng ta phải chấp chiêu giùm em cái dự án này em nói thật sự nó rất rất là tiềm năng chúng ta có thể ăn ở cuối năm 2023 này đó rồi bây giờ nè mình làm gì làm chúng ta thường sẽ có hai dạng khai thác cái đồng si ra coi một á, là chúng ta khai thác trên cái app em không biết là, là trên iOS có hay không nhưng mà em dùng cái Android thì nó có trên xe đây rồi cái thứ hai này chúng ta đào trên cái web thì ai đào trên cái web thì vẫn giữ nguyên còn ai đào trên cái app thì vui lòng vào cái xe đây gõ trên cái chữ là chữ là Sierra nè ở đây nếu có cập nhật thì cô chú anh chị mình update lên giúp em tại vì cái điện thoại chúng ta thủ không mở cái đồng bộ cập nhật tự động đó, thì chúng ta phải thủ công còn nếu mà có chữ mở như em thì ok ha bây giờ mình quay trở lại cái app rồi bây giờ nè. Nếu mà để tiến tới cây xe thành công được việc luôn là chúng ta chạy qua bốn bước nha. Chạy qua bốn bước. Rồi. Cái bước nào như bước nào thì em sẽ cho anh chị xem. Ví dụ. Cô bác anh chị mình đang xem cái video này. Chúng ta cập nhật thông tin xong. Nó gồm bốn bước rồi. Thì cách làm bốn bước như sau. Bây giờ chúng ta sẽ. Em lấy ví dụ nào. Em sẽ lấy cái ví dụ cái cái, cái video này đi nha. Cái video anh chị đang xem đó là cái video này đi. Chạy một cái nha. đây ví dụ ví dụ đây là cái video mà cô chú anh chị đang xem nè thì anh chị nhấp cái phần mô tả ở đâu thì anh chị thấy cái chữ xem thêm phía dưới nè có nhiều người mới người ta không biết cái mục xem thêm này nó chính là cái phần mô tả video đó thì ở đây chúng ta nhấp vào cái mục thêm thì nó sẽ có rất nhiều cái thông tin ở đây cái thứ hai á, là cô bác anh chị mình nó nhấp vào cái bình luận nè ở đây á, sẽ có cái bình luận em ghi đầu tiên đó nó cũng là như vậy nó cũng giống như trong cái phần mô tả nha em sẽ vào cái phần xem thêm mô tả nè nhấp vào cái mục thêm thì ở đây nè anh chị chúng tôi gồm bốn bước nha bốn bước đầu tiên á đầu tiên á để em xem coi đây đầu tiên rồi cô chú anh chị mình phải là Sirapan thiết lập cai xe thông tin họ tên số điện thoại gọi mail username hết 2023 thì anh chị nào mà chúng ta cái đó tại là tại sao em lại chia sẻ bây giờ chúng ta vào cái app nè em nói để cho mọi người nắm nha có nhiều anh chị chúng ta chưa có biết cái quy trình của nó và cây xe rất là khó cái đèn form thông tin á là chúng ta vào có một profile hai phía dưới bên phải nè nếu mà có anh chị chưa có đèn thì nó sẽ chưa xuất hiện nó không xuất hiện như thế này ha thì chúng ta điền đó thì trong cái video này nè là nó chính là cái Siraban thiết lập thông tin cai là anh chị nhấp vào đó chúng ta phải thấy biểu tượng youtube không mà chúng ta nhấp vào đó là cái video hướng dẫn đó chúng ta nhấp vào đó nha là nó sẽ ra cái video thì anh chị xem tham khảo của chúng ta cập nhật họ và tên của chúng ta nhớ cho em là một người chỉ được một tài khoản muốn kiếm nhiều hơn thì lấy cái link chia sẻ cho bạn bè người thân trong gia đình nha rồi con số anh chị á nó nó sẽ hiển thị ở đây không phải như thế này mà nó có cái chữ lên như là uh, hai cái hai cái hai cái trường nó kêu là điền thông tin thì cái đó là nhập cái thông tin mô tả ví dụ như anh chị là người đến từ đâu anh chị thích cái gì anh chị uh, uh, đang làm công việc gì thì anh chị cứ ghi, ghi, ghi cái giọng tiếng anh á cơ bản ngắn gọn dài ba chữ chúng ta ghi vào đó để thiết lập cái mô tả thôi không sao đâu anh chị bình thường thôi rồi khi mà chúng ta thiết lập cái thông tin này xong nè rồi phải không sau đó một thời gian chúng ta sẽ làm một cái bước là cái bước tiếp theo là KIC KIC này đúng ra nó tới 3 bước nha KIC banh nó tới 3 bước đặng cái bước đầu tiên á cái bước đầu tiên á là anh chị đáp cái hình ảnh chuẩn nhất nha bước một là anh chị update hình ảnh chuẩn nhất đó là anh chị update cái căn cước công nhân nè hoặc là chứng minh nhân dân của chúng ta thì anh chị nhấp vào cái đó đi cái video này nó sẽ có anh chị chúng ta update lên chúng ta để đó nhớ nha chúng ta update lên chúng ta để đó em nhớ không lòng là khoảng là ba bốn tiếng hoặc là một ngày á tại vì hôm bữa em làm ngày hôm trước ngày hôm sau mới vào làm bước thứ hai thì khi chúng ta update xong rồi thì nó sẽ là có cái thông báo là đang chờ xác nhận đúng không rồi tới ngày hôm sau anh chị vào á tới ngày hôm sau chúng ta vào á để em vào nhanh nè chúng ta vào cái profile nè sau đó chúng ta vào cái mục là update thông tin nè đó thì anh chị update lên như thế này ha thông tin rồi đúng không ạ xong rồi sau đó chúng ta chờ đợi chúng ta chụp ảnh rồi chúng ta chờ đợi thì mà, qua ngày hôm sau khi mà chúng ta vào cái bài gạch ngang phía trên bên phải chúng ta vào cái mục tài liệu KC nha rồi chúng ta vào cái mục này thì ở đây nè, nó sẽ có cái chữ là chưa hoàn thành. Khi mà chúng ta làm cái bước một xong á, nó sẽ úp đá lên đây nó để cái chữ là chưa hoàn thành thì chúng ta chờ cho em khoảng vài tiếng hoặc là chúng ta gây cảnh chúng ta vào. Nếu như mà có cái chữ là chưa hoàn thành màu đỏ, anh chị nhớ nha, chưa hoàn thành màu đỏ thì chúng ta phải nhấp vào đó. Tức là khi chúng ta nhấp vào đó là chúng ta sẽ làm cái bước 2. Cái bước 2 nó chính là cái video này đây. Cũng dẫn dưới phần mô tả luôn nha. Xe ra coi cây xe bước 2 chuẩn nhất. Đó. Thì cái này hơn bữa mới làm có làm một cái video chi tiết luôn thao tác làm từng cái luôn nhưng mà youtube nó xó lý do là nó lộ thông tin cá nhân nhiều quá mà nếu em che thì anh chị chúng ta cũng sẽ không biết cách làm thì nên là em cập nhật lại cái video tiếp theo là chính là cái video này thì em chỉ nói thôi và cái em căn cứ vào hình ảnh em nói thì anh chị làm ha anh chị cố gắng chúng ta làm nó dễ lắm chúng ta cứ làm từ từ thôi là chúng ta sẽ làm được à nha khi anh chị cây xây bước hai xong nè chúng ta làm cây xe úp đắt hình ảnh trường thông tin ngày tháng năm sinh ở đây có một số cái thông tin như sau có một số giấy chứng minh của người lớn tuổi của các bác lớn tuổi thì sẽ không có cái ngày hết hạn thì anh chị cứ như thế này chúng ta căn cứ vào cái ngày chúng ta đi làm ví dụ em đi làm cái giấy chứng minh mới là ngày vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 nhưng mà cái ngày hết hạn không có thì em sẽ căn cứ vào năm 2021 đó em cộng cho 15 năm nữa là nó sẽ ra năm 2036 em lấy ví dụ ha lấy ví dụ thì cái ngày tháng chúng ta vẫn giữ nguyên đúng với cái ngày chúng ta đi làm là cái ngày hết hạn của em sẽ là ngày 1 tháng 1 năm 2026 và cái ngày đăng ký của em là ngày 1 tháng 1 năm 2021 anh chị nha còn của ai có cái ngày hết hạn thì cứ ghi vào nói chung là chúng ta làm vài bước là được rồi một số anh chị hỏi em là cái chữ ký làm sao chữ ký đó là chúng ta cứ cứ nhấp một cái hình ảnh đó. chúng ta chọn cái mặt trước của căn cứ công dân chúng ta là được nó hơi lòng vòng một chút nha nhưng mà khi anh chị cái update bước 2 xong rồi nó sẽ để cái hình ảnh như thế này nè rồi ở đây nó bảo là nó sẽ gửi về cho chúng ta một cái uh, code hoặc cái mail thì chúng ta thoát thẳng ra lúc đó chúng ta thoát thẳng ra nha chúng ta đừng có quay lại từng bước chúng ta thoát thẳng ra thoát thẳng ra xong rồi chúng ta khoảng 10 phút chúng ta vào cái gờ mail á anh chị có thể vào cái gờ mail uh, thư ghét hoặc là tất cả các thư quan trọng thư quảng cáo thư chính gì đó chúng ta lót cái trang nó lại thì nó sẽ có một cái cái thông tin cay từ bên 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 chira uh, thì ở nó sẽ nằm trong cái video này luôn nó sẽ nằm trong cái video này luôn anh chị xem nha rồi khi đó khi nó về là lúc đó chúng ta phải làm bước 3 nữa bước 3 đây là chúng ta chỉ cần úp đát lên hai cái hình ảnh úp lên hai cái hình ảnh cái hình ảnh đầu tiên á là cái gương mặt của chúng ta và chúng ta cầm cái mặt trước của căn cứ công dân chúng ta để trước ngực cái hình ảnh thứ hai á là chúng ta chúng ta nhấp vào hình ảnh đây nè đó, em che lại nha. Thì cái hình ảnh mặt trước mặt bàn là cái gương mặt của chúng ta. Cùng với đó là chúng ta, cái tay chúng ta cầm cái mặt trước của căn cứ công dân. Cái hình thứ hai là cái hình ảnh chúng ta cùng với cái mặt sau của căn cứ công dân. Nhà bạn bè chụp camera ra sau nha. Rồi chúng ta update lên là được nha anh chị. Quay trở lại. Thì chúng ta quay trở lại khi mà chúng ta thấy cái nó có cái thông tin nè. Cái thứ nhất lại phía trên này nó tì xu KC thì có người 103, có người 104, có người có chín mấy tám mấy tùy theo em không biết nữa nhưng mà ở đây anh chị thấy cái chỗ dữ liệu bắt buộc của chúng ta nếu tiếng việt nó là cái chữ hoàn thành còn tiếng anh nó là cái chữ complex rồi ở dưới đây nó có cái chữ là xác nhận hình ảnh thì chúng ta cứ để đó chúng ta đừng có làm gì nó hết tại vì hình ảnh chúng ta đã gửi gọi như vậy là đã xong rồi thời gian tới nữa thì nó có thông tin nào thì em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị ha nghe anh chị rồi cơ bản như vậy thôi anh chị chúng ta chịu khó chúng ta làm còn có số anh chị nói không vào được á, thì chúng ta nên là à, xóa cái app hoặc là cái web chúng ta đang sử dụng. Nếu anh chị nào mà chúng ta sử dụng cái web, em lấy ví dụ nè, chúng ta vào cái web trong Google Chrome của chúng ta đi ha. Nếu mà chúng ta vào trong đây nè, mà chúng ta đang có nhiều tab, chúng ta nên xóa các tab này bớt nè. Để cho cái 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 bộ nhớ của chúng ta, điện thoại chúng ta nó sử dụng được tốt nha. Sẽ thấy nè, cái này là cái chủ Seracoi, nó đang test net, hiện tại khối nó là 3 triệu 300 ngàn, người dùng là 3,5 triệu toàn cầu su của người dùng là 128 triệu, tiền số bộ chính là 547 triệu, tổng số xu là 728 triệu. Tức là hiện tại tổng số Siracoi đang khai thác được là 728 triệu. Nhưng mà sau này họ sẽ dựa vào cái việc mà chúng ta cai xe thành công. Còn ai không cai xe, tài khoản nào bỏ, tài khoản nào chip thì nó sẽ bị đốt và nó sẽ giảm nguồn cung lại. Nó giống như Renet, cũng như coi vậy đó. Rồi, cái thứ hai nữa, anh chị nên nhấp vào cái ba chấm phía trên bên phải nè. Sau đó chúng ta vào cái một nhật ký, ở đây chúng ta nên cần phải xóa cái này nó mới được nè anh chị không xóa là cái bộ nhớ đầy chúng ta sẽ không vào web được đâu nó lắc chúng ta nhấp vào cái mục xóa dữ liệu dược web ở đây thì ở đây anh chị á chúng ta, nó thường nó sẽ nằm cái ba cái tích này nè thì anh chị nên xóa cho em hai cái tích cũ nha chúng ta để một cái dấu tích đầu tiên thôi tại vì khi anh chị để như thế này hai cái cuối này nè là nó sẽ xóa luôn những cái web mà chúng ta đang có chúng ta phải đi phải vào lại nó rất là lâu chúng ta chừa như thế này thôi nhớ nha chừa một cái dấu tích là số dữ liệu dược web chúng ta nhấp vào số dữ liệu thì khi đó cái điện thoại của chúng ta nó sẽ là tốt hơn hoặc là chúng ta có thể là xóa các điện thoại nha xóa các tập tin các hình ảnh các phương tiện cái nào mà không cần thiết á rồi cơ bản như vậy thôi cập nhật nhanh anh chị chúng ta xem nha nhớ nha video liên quan là dưới phần mô tả nha mọi người để chúng ta biết đầu tiên là update thông tin cơ bản sau đó bước một là update hình ảnh mặt trước mặt sau cơ bản video hướng dẫn giúp phần mô tả cái thứ hai nữa là cái cái up bước 2 cũng như là bước 3 cái video hướng dẫn giúp phần mô tả luôn rồi anh chị nào chưa đăng ký thì cũng có thể xem cái video hướng dẫn giúp phần mô tả để chúng ta đăng ký cái dự án này vào wow, sớm còn cơ hội khi đăng ký mới nhận được 10 giga coi giới thiệu một người nhận được 10 giga coi bằng cái link và khi chúng ta đăng ký xong mỗi ngày chúng ta làm chúng ta sẽ nhận được 2 giga coi mỗi ngày và cuối cùng muốn nhận được nó thì chúng ta phải cai xe thành công đến tháng 10 nó sẽ đốt những cái tài khoản nào mà không KC những tài khoản chip những tài khoản bỏ giảm nguồn cung lại và đặc biệt cái dự án này là nó không có bán sớm không có bán trước gì hết nha anh chị đào được nhiêu ăn nhiêu nha